Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị Trong video clip ngày hôm nay thì tiếp tục Điệp xin cập nhật thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ Được cập nhật từ ngày thứ hai tới ngày thứ sáu là từ ngày 24 cho tới ngày 28 tháng 6 Đây cũng là tuần cuối cùng của tháng 6 này Các thông tin sẽ được đề cập Đầu tiên là các diện ép đang mong chờ đợt phát thực hiện phỏng vấn của lãnh sự quán dành cho tháng 8 Thông tin thứ hai là cập nhật lịch nghỉ lễ của lãnh sự quán và lịch đặt hẹn phỏng vấn lại bổ sung giấy xanh 2 a và diện K1 hôn phu hôn thề. Và thông tin thứ ba là tiếp tục cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin về di chú đầu tiên là các hồ sơ thuộc diện ép đang mong chờ đợt phát thư hiện phỏng vấn dành cho tháng 8. Vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 6 thì đã kết thúc rồi, nhưng lãnh sự quán vẫn chưa có đợt phát thư hiện phỏng vấn dành cho tháng 8 cho các diện ép. Có rất nhiều hồ sơ đang trông chờ đợt phát thư phỏng vấn cuối tháng này. Tuy nhiên thì trong những ngày qua lãnh sự quán vẫn chưa phát cho các diện ép. Điệp cũng theo dõi nhưng mà vẫn chưa thấy. Như vậy thì lãnh sự quán họ sẽ có đợt phát thư vào đầu tháng 7, có thể là trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Mỹ ngày 4 tây tháng 7. Điệp sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin để cập nhật cho cô chú và các anh chị khi có đợt phát thư mới. Và cũng là một lời khuyên như trước đây thì trong lúc mà chúng ta chờ thư phỏng vấn của lãnh sự quán thì cô chú và các anh chị chúng ta đã hoàn thành xong 6 bước và lịch visa đã đáo hạn thì chúng ta nên chuẩn bị trước hồ sơ giấy tờ đặc biệt là chúng ta kiểm tra trên hộp thư email có điền trên hệ thống của CAAC của trung tâm visa NVC hay chưa để khi mà phát thư phỏng vấn thì chúng ta sẽ nhận được thư của lãnh sự quán họ gửi Thông tin về di chú kế tiếp là cập nhật lịch nghỉ lễ của lãnh sự quán trong dịp quốc khánh ngày 4 tây tháng 7. Lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam sẽ nghỉ lễ quốc khánh của Mỹ một ngày thứ năm là ngày 4 tây tháng 7. Đây là dịp nghỉ lễ lớn của người Mỹ và có thể nhiều nhân viên tại Việt Nam họ cũng sẽ nghỉ phép nên quá trình giải quyết hồ sơ có thể bị chậm lại so với thông thường. Nếu như cô chú và các anh chị chúng ta đang có các đơn từ và hồ sơ chúng ta cần chờ lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán họ giải quyết, thì chúng ta nên chờ qua đợt nghỉ lễ này. Thông tin về dưới chú kế tiếp là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại bổ sung giấy xanh R2A về diện K1. Đối với lịch hẹn phỏng vấn lại, sau đợt mở lịch đặt hẹn vào tuần trước thì hiện nay lãnh sự quán họ đang tạm đóng lại bản lịch trên hệ thống. Hiện nay thì chúng ta sẽ thấy không có cuộc hẹn nào trống được mở trên hệ thống này. Đây là loại lịch hẹn dành cho các hồ sơ đã từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức của lãnh sự quán gửi. Hoặc là trong ngày phỏng vấn thì không đem đầy đủ giấy tờ, cho nên lãnh sự quán họ yêu cầu là về đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới trên hệ thống. Đối với lịch hẹn phỏng vấn diện cao một hôn phu hôn thầy, trong tuần trước thì lãnh sự quán cũng đã có mở lịch dành cho tháng 8, và hiện nay nịp theo dõi trên hệ thống thì vẫn còn chỗ dành cho những tuần của cuối tháng 8 để chúng ta đặt lịch Còn lịch bổ sung giấy xanh R2A Trên hệ thống hiện nay thì còn chỗ dành cho tháng 7 Đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng Vào gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hiện phỏng vấn chính thức Và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều. Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hiện phỏng vấn. Là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán. Và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác theo trung tâm Visa NVC đã cập nhật, bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống, các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo cập nhật tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, visa diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay rất ngắn để có buổi hẹn phỏng vấn chống, hiện nay chỉ có 3 ngày. Visa diện du học hoặc là cho đổi sinh viên, thời gian cũng giống như vậy, cũng chỉ có 3 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ hiện nay là 5 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn chống. Còn theo cập nhật tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, visa diện B1, B2 du lịch và công tác thăm thân nhân, thời gian chờ hiện nay cũng khá dài là 27 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn chống. Visa diện du học hoặc là cho đổi sinh viên, thời gian chờ là 22 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ là 6 ngày. điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của điệp nha và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này cảm ơn cô chú và các anh chị